Người đàn ông bắt gặp bóng người kỳ quái trong bụi cây lúc nửa đêm. Sự thật phía sau khiến ai cũng bàng hoàng. Một người đàn ông Mỹ đã không khỏi kinh hãi khi phát hiện sinh vật bí ẩn có ngoại hình giống như con người ở bờ biển Huntington, California. Được biết, người đã đăng đoạn video kinh dị đó lên mạng là ông Shark, người đang tận hưởng ngày cuối tuần bên bãi biển ở California. Ông chia sẻ khi đang nghỉ mát ở bờ biển vào buổi tối thì bất ngờ thấy cảnh tượng kinh dị. Cách ông ta chỉ khoảng 5 mét là một sinh vật bí ẩn với phần cơ thể nhô lên mặt nước trông tương tự như cánh tay và khuôn mặt của con người. Khi đăng video, Shark cảm thán: "Tôi đang ngồi trên cát và thấy nó, nước bắn tung tóe và nó nhảy lên. Ngay lúc đó tôi đã lấy máy ảnh đi ghi lại. Tôi có kinh nghiệm lướt sóng trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ trông thấy điều gì đó tương tự vào trước đây." Đoạn clip Shark đăng tải được kênh MRMBB333 chia sẻ lại trên YouTube đã thu hút tới hơn 30.000 lượt xem chỉ trong một ngày. Hầu hết mọi người đều không thể xác định chính xác sinh vật trong đoạn video là con gì. Quái vật hồ Loch Ness tới đây nghỉ dưỡng sao? Một người đặt câu hỏi. Một tài khoản khác bình luận: "Đó là nàng tiên cá phải không?" Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là một con cá heo hoặc cá với những góc quay đã làm cho hình ảnh thêm phần bí ẩn. Theo các bạn thì liệu đó là người, ma hay là động vật được đây? Hãy comment cho tôi biết với nha. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye!